trình bày cái chủ đề ngộ độc salicylate nhân các ca ngộ độc có nguồn gốc từ thực vật. Xin trân trọng kính mời tiến sĩ Nguyên. À, kính thưa thầy Bình, kính thưa các đồng nghiệp. Sau đây thì chúng tôi nhân dọc xin chia sẻ một cái chủ đề mới mà chúng ta mới phát hiện gần đây. Đó là vấn đề ngộ độc salicylate. Trong thời gian vấn đề thực ra cũng đã xảy ra cũng cách đây độ vài chục năm rồi, hai chục ba chục năm rồi, nhưng mà trước đây có một hai ca lẻ tẻ thôi. Gần đây thì trong từ tháng năm tháng sáu trở đây thì chúng tôi đã tiếp nhận ít nhất là ba bệnh nhân ngộ độc nặng salicylate. Trong đó thì có hai bệnh nhân, xin tôi còn không biết đồng tử các đồng nghiệp ở Nghệ An có được không ạ? Có hai bệnh nhân ở từ Nghệ An uống rượu ngâm một cái cây gọi cây mú tườn để chữa đau khớp. Sau đó hai bệnh nhân này đều phải cấp cứu tại bệnh viện ở tỉnh, sau đó chuyển về trung tâm chống độc. Cho nên có một bệnh nhân đã hôn mê toàn chuyển hóa sốc rất là nặng và hôn mê tổn thương não rất là nặng. Bệnh nhân thứ hai nữa là cũng đến trung tâm chống độc thì nhẹ hơn, nhưng tuy nhiên cũng toàn chuyển hóa rất là nặng, triệu chứng rất là điển hình và điều trị nên may mắn bệnh nhân đã hồi phục tốt. Và xét nghiệm thì kể cả trong mẫu rượu uống, trong máu của bệnh nhân, kể cả đã lọc máu nhiều lần ở tuyến trước rồi, nhưng đến trung tâm chống độc vẫn còn salicylate trong máu. Đấy là hai bệnh nhân Nghệ An. Chúng tôi cũng gặp một bệnh nhân ở tỉnh khác, sau khi mua cái cây mú tườn, để mua cái cây rễ cây này ở trên mạng về để chữa đau khớp. Và đây là một cái ca bệnh nhân 59 tuổi, đấy, bệnh nhân xuất hiện sau, đến viện sau hai bệnh nhân kia. Đầu tiên chúng ta sẽ giới thiệu ca lâm sàng gần đây nhất, 59 tuổi, nông dân ở Thái Bình, bệnh nhân vào viện mùng 2 tháng 6, từ mới gần đây thôi, và đến viện trong cái triệu chứng là kêu là khó thở và tiền sử chưa có gì đặc biệt. Thì bệnh sử là bệnh nhân tự mua thân gỗ mũ tườn cơ khoảng 1 kg để ngâm rượu trong 20 lít, ngâm trong 2 tháng đấy. Và bệnh nhân uống khoảng 200 ml một ngày rượu ngâm đấy. Sau 10 ngày uống thì xuất hiện đau đầu, ù tai, khó thở. Thực ra thì họ kỹ ra được bệnh nhân là cái thở nhanh, khó thở, cảm giác khó thở, thở nhanh. Vào bệnh viện đa khoa Thái Bình trong giai đoạn tỉnh, cảm giác khó thở, oxy vẫn tốt, khí máu thì có tình trạng kiệt hô hấp, CO2 pH 7,59, CO2 10, oxy vẫn tốt, HCO3 có 9,7 thôi, glucose đường máu là 6. Bệnh nhân được điều trị thở oxy, kháng sinh, giãn phế quản, chuyển trung tâm cấp cứu. Cấp cứu rất may đã chẩn đoán ngay đến ngộ độc salicylate, bởi vì trước đó chúng ta có 2 ca Nghệ An ra, thì cũng là các bạn đã được biết và chẩn đoán và chuyển trung tâm chống độc. Bệnh nhân lúc vào trung tâm chống độc thì vẫn tỉnh, mạch 115, huyết áp 140/90, FeO2 99%, thở sâu, nhịp thở 25 lần phút, có triệu vẫn còn đau đầu và ù tai, các triệu chứng khác thì không đặc biệt. Xét nghiệm salicylate mà trong máu và nước tiểu đều thấy có salicylate. Tuy nhiên nồng độ thì hiện nay thực ra thì đây là cái xét nghiệm mà lần đầu tiên chúng ta chỉ định trên người, mà cái mẫu này chúng tôi gửi viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia, thì lần đầu tiên chúng ta xét nghiệm những người, và tuy nhiên cái việc độ âm tính dương tính thì chắc chắn, thế còn cái kết quả nồng độ thì chắc chúng ta sẽ phải chuẩn hóa tiếp nồng độ, bởi vì cái nồng độ này nó không tương thích với triệu chứng bệnh nhân, chắc là nồng độ sẽ phải cao hơn rất nhiều, không phải là tính mức microgram trên kg nữa. Đây là triệu chứng của bệnh nhân. Bệnh nhân thì triệu chứng các bạn có thể thấy là tăng thông khí, CO2 rất thấp, HCO2 rất thấp. Đấy. Và bệnh nhân tiến toàn chuyển hóa tăng thông khí rất rõ. Và bệnh nhân điều trị truyền kiềm, truyền dịch, sau đó thì các bạn có thể thấy là cái pH cải thiện nhanh, HCO3 cải thiện nhanh. Thì sau đó thì nó giảm một chút, sau đó kéo dài trong thêm một số ngày sau, phải tiếp tục bệnh nhân được truyền kiềm, truyền dịch. Đấy. Và sau đó thì bệnh nhân cải thiện hết triệu chứng. Tuy nhiên thì bệnh nhân triệu chứng lâm sàng hết ù tai, hết đau đầu, khi máu trở về bình thường. Tuy nhiên chúng tôi cũng cẩn thận nó chụp cộng hưởng từ xoắn não, bởi vì rút kinh nghiệm từ hai ca trước thì có tổn thương não rất là nặng. Thì ca này chúng ta chụp cộng hưởng từ thấy là có hình ảnh tổn thương nhân răng, cú tiểu não đối xứng và hai bên và hành não. Và đây thì ảnh phim cộng hưởng từ của bệnh nhân, các bạn có thể thấy rõ ràng triệu chứng bệnh nhân không hôn mê đấy, chỉ đau đầu ù tai thôi, và rõ ràng đã có cái tổn thương não rất là đáng kể. Đấy, thực sự là cái ngộ độc salicylate nó không đơn giản, và có vẻ dường như là nặng hơn so với lý thuyết. Đấy. Và có lẽ đây những cái ngộ độc salicylate thực vật nó sẽ nặng hơn
so với cái salicylate ở do thuốc tân dược điều trị. Còn lại đây là cái kinh nghiệm của chúng ta nhận thấy ở việc nước phát triển thì người ta thấy chủ yếu là do các thuốc tân dược là chính, còn chúng ta là ngộ độc từ cây cỏ thì là methyl salicylate, cái lượng rất là cao và bệnh nhân phát hiện rất là chậm, đến viện thì là tổn thương não mất rồi. Đấy là cái bài học. Đây là một bệnh nhân trước đó ở Nghệ An thì có thể thấy tổn thương chất trắng rồi tổn thương não rất là nặng nề. Thì bệnh nhân này chính tôi và anh Bình hội chẩn chủ trì đấy, xong là có cái giò đấy. Và sau đây thì chúng tôi xin chia sẻ về vài cái vấn đề ngộ độc salicylate nói chung. Thì tuy nhiên là rất tức là trong cái thời gian cũng khá là ngắn thì tôi chưa có cái chuẩn bị một cái kỹ càng cái slide, thì mong các quý vị đồng nghiệp và thông cảm. Thế là cái ngộ độc salicylate này thì là cái phân tử lượng của salicylate nói chung nó nhỏ lắm, chỉ có hơn 100 đan tông thôi, nó là cái thuốc tân dược và kể cả methyl salicylate cũng rất là nhẹ, phân lượng rất nhỏ. Về cái lịch sử của cái salicylate thì là từ xa xưa, từ người Ai Cập cổ đại, người ta đã phát hiện tác dụng giảm đau của cây hương đào, đó là các cây thuộc họ chi, cây chi liễu, tức bạch đàn, liễu các thứ đấy, còn rất nhiều cái cây khác. Và người sau người ta chiết xuất ra glycosid là salicin từ cây liễu, và chính là ông tổ của chúng ta cả thế giới là Hippocrates, là người đầu tiên sử dụng cái vỏ cây liễu và lá cây cùng loại các loại họ đạch bạch đàn liễu vân vân để làm hạ sốt giảm đau cho các bệnh nhân. Và sau đó thì cuối thế kỷ 19 thì là Bayer được tồn tại rất lâu rồi, là giới thiệu sản phẩm thương mại dưới dạng aspirin. Và từ năm 70 thế kỷ trước ấy, thì người ta được chứng minh tác dụng kháng tiểu cầu rõ ràng của aspirin và sau đó được đưa vào sử dụng. Vậy thì cái thuốc này, thuốc giảm đau sử dụng rất là rộng rãi, giảm đau, hạ sốt, rồi kháng tiểu cầu, phổ biến rộng rãi cho tới ngày nay, đặc biệt là các nước phát triển. Ở Mỹ vậy thì ở các nước phát triển thì người ta sẽ gặp cái ngộ độc cái thuốc này rất nhiều, hoặc là nó chỉ xếp, nếu về nhóm thuốc giảm đau chống viêm thì chỉ xếp sau mỗi paracetamol thôi. Và rất may mắn ở Việt Nam chúng ta có lẽ chúng ta chọn các thuốc giảm đau khác, nên nếu có cái này sử dụng nhiều chắc chúng ta sẽ gặp nhiều. Nhưng đổi lại chúng ta có các vấn đề chúng ta các bạn vừa thấy là các cây cỏ, các loại cây cỏ thì trước đây chúng ta trung tâm đã gặp cao là từ cây dứa dại, quả dứa dại sắc uống cũng triệu chứng thở nhanh, chúng ta lúc bác sĩ cứ nghĩ là rối loạn phân ly thở nhanh. Và thực sự sau đó thì tra tài liệu là có salicylate trong loại quả, phải điều trị xong rồi bệnh nhân mới ổn định. Và năm nay chúng ta chứng kiến nhé, có ít nhất là 3 ca nặng có toàn chuyển hóa, có xét nghiệm salicylate trong máu, trong nước tiểu và trong mẫu rượu ngâm. Và sau đó cũng khoảng độ 5 ca, hơn 5 ca nữa cũng rượu cây mũ tường, cũng từ Nghệ An thì đến muộn hơn, thì sau khi phát hiện là có cái cây mũ tường có vấn đề thì bà con người ta không ngừng uống, người ta không bán nữa. Và những người uống có triệu chứng khó chịu người ta đến khám thì chúng ta đều thấy là bệnh nhân trái lại những nhóm đấy đến thì có triệu chứng tê bì, có một số bệnh nhân, một có bệnh nhân yếu cơ, có bệnh nhân, một bệnh nhân tăng protein, nó giống như cái buồng tây ngày trước ấy, lại dường như là có tổn thương không phải mỗi cái toàn chuyển hóa mà có tổn thương rất là nặng nề, kể cả mô thần kinh, dây rễ, tủy sống các thứ nữa đấy. Và đỉnh điểm của nó là tổn thương chất trắng, tổn thương các vị trí, và nhẹ hơn thì có thể gây tổn thương các rễ, dây thần kinh, tê bì yếu đấy. Phân ly đạm tế bào giống như là cái Guillain-Barré, thì rất là các bệnh nhân sau đó để gần đây là đều xin về điều trị ổn, xong là bệnh nhân cũng xin về không muốn theo dõi đấy nữa. Vậy chúng ta quay lại cái salicylate thì là các tác dụng phổ biến, chúng ta phải biết tác dụng này thì chúng ta biết là bà con chúng ta uống các loại thuốc gì thì nguy cơ sẽ bị ngộ độc, các hoàn cảnh nào thì nguy cơ có thể gặp salicylate, tức là tất cả các trường hợp giảm đau, hạ sốt, chống viêm, kể cả thuốc tây, thuốc ta, y học cổ truyền hay thuốc tân dược, rồi các thuốc tác dụng làm hoạt huyết, kháng tiểu cầu hay gọi là hoạt huyết, hay lưu thông kinh mạch, chữa các loại tai biến mạch não, các bệnh lý cần cải thiện tuần hoàn, vân vân. Rồi những trường hợp mà bôi đắp ngoài da để giảm đau, rồi thì tiêu sừng, tăng tuần hoàn tại chỗ, thì thường những người này phải tại chỗ phải bôi rất là rộng, hoặc những vùng da mỏng, hoặc là trẻ em. Thế rồi thì gần đây thì thậm chí còn người ta chứng minh được có thể là salicylate có thể dùng lâu, liều thấp, kéo dài có thể giảm tỷ lệ giảm tử vong do ung thư. Thế cho nói những ung thư đường ống tiêu hóa, thực quản, dạ dày, trực tràng, đại tràng đấy. Thì người ta chứng minh là thấy cái tác dụng đấy, và vậy thì cũng sẽ nó có len lỏi những cái sản phẩm thuốc, kể cả thực phẩm chức năng, các loại thuốc y cổ truyền cũng sẽ ẩn giấu, người ta cho cái thành phần salicylate vào đấy. Thì chúng ta sẽ cảnh giác kể những đối tượng các cái sản phẩm trị ung thư này, phòng hỗ trợ gần này trị ung thư. Về cái động học của salicylate thì bản thân aspirin nó là axit yếu trong môi trường dạ dày thì nó không ion hóa nên hấp thu rất là nhanh. Thế còn ở ruột thì pH nó cao hơn, nó phân ly nhanh thành các ion thì hấp thu nó kém. Tuy nhiên thì diện tiếp xúc của ruột nó rộng, hấp thu nó cũng tốt. Thế ở liều điều trị thì nồng độ
đạt rất là nhanh, sau 3 phút nồng độ đỉnh sau 1 tiếng. Tuy nhiên khi mà quá liều thì nồng độ nó sẽ kéo dài, đạt đỉnh chậm hơn. Thời gian nửa thai trừ cũng thế. Thế với liều thấp thì là cái chỉ có 2 đến 4 tiếng thôi vì kháng tiểu cầu. Còn nếu mà với liều chống viêm hoặc quá liều thì chắc chắn là cái thời gian nửa thai trừ, cái thời gian tồn tại trong cơ thể nó còn kéo dài nữa. Thế và chuyển hóa qua gan liên hợp rồi thì thải trừ qua thận 10% dưới dạng không dựa tự do nguyên bản. Và có một là một phần lớn ở dưới dạng các loại axit chuyển hóa khác. Và cái VD chuyển hóa rất là thấp, V cái thể tích phân bố của cái salicylate rất là thấp. Thì có 0,2 ở liều điều trị thôi. Thế còn nếu mà liều cao ngộ độc thì 0,3, 0,5 lít trên kia một nặng. Tức là nó gắn và nó chúng ta lọc máu rất là tốt, nó tồn tại phần lớn ở trong máu bệnh nhân. Thế về độc động học, từ khi quá liều đấy thì nó khi rất nhiều yếu tố có ảnh hưởng, ví dụ liều cao, dạng bào chế, dạng giải phóng nhanh hay giải phóng chậm, rồi thì tốc độ làm rỗng của dạ dày có nhanh chóng làm rỗng hay không, rồi pH dạ dày nó có bị ảnh hưởng bởi các thuốc giảm tiết hay không, rồi thì các thuốc lại là có hiện tượng là các thuốc dạng aspirin như thế, sau khi đã hòa tan rồi thì trong dạ dày nó lại đóng vón, rồi đóng thành các mảng, thì đấy là hiện tượng làm cho nó lại tan phạt thì hai tiếp, tức luẩn quẩn như thế là làm cho hiện tượng hấp thu nó chậm chậm, nó kéo dài đi. Rồi thì về đậu hồng có vấn đề nữa là cái dạ dày cũng là tại dạ dày thì nó có hiện tượng là co thắt môn vị kích ứng niêm mạc mà kích ứng niêm mạc trên co thắt môn vị cho nên là sẽ thuốc có thể sẽ tồn lưu ở trong dạ dày lâu hơn đấy. Rồi thì các hiện tượng gắn protein ở liều điều trị thì 90% thuốc ở gắn protein tuy nhiên thì khi quá liều thì nó sẽ bão hòa các cái protein vậy và sẽ tồn tại ở dưới dạng tự do nhiều hơn đấy. Và cái thời gian nửa thải trừ cũng thế, kéo dài có thể tới gần một ngày khi quá liều. Thế và các bạn có thể thấy lại vậy gì cái ca mà chúng ta ngộ độc này và chúng ta thấy cái chứng tính chứng kiến hiện tượng mà HCO3 nó giảm trở lại khá nhiều sau khi HD một cuộc ấy, thì và phải mất một vài ngày sau chúng ta kiềm hóa chuyển dịch tiếp thì bệnh nhân mới khi máu trở về bình thường thì cho thấy là rõ ràng nó phù hợp với vấn đề động học nó gắn protein rất là cao. Với HD chúng ta sẽ lọc được khá nhiều, tuy nhiên còn lượng gắn cho protein thì nó lại sau đó sẽ được ra phân bố từ protein ra, nên có lẽ thường thì khả năng chúng ta sẽ phải một HD tiếp, hai là tiếp tục duy trì quá trình tưới truyền dịch rồi kiềm hóa thải trừ theo từ con đường thận. Về cái cũng được đầu học nữa thì là những trường hợp mà dùng kéo dài đấy, có một vấn đề dùng kéo dài dùng mãn tính đấy, chỉ một thay đổi nhỏ về liều thôi hoặc là thay đổi về con đường thải trừ hoặc chuyển hóa gan thận vân có vấn đề thì là nồng độ của salicylate sang máu là tăng rất là nhanh và tăng đáng kể và có thể là rất dễ dẫn tới ngộ độc đấy. Những trường mà dùng mãn tính rất là nguy cơ. Trong động học thì có cái hiện tượng nữa, khi salicylate thải trừ qua thận thì nó sẽ được tái hấp thu ở ống lượng gần đấy, và một phần thì được thải tiếp tục được đào thải. Đây là một các bạn thấy là cái axit nó được tái hấp thu ở ống lượng gần như thế, thế nên là một trong cơ chế sau khi điều trị chúng ta sẽ áp dụng để kiềm hóa nước tiểu để thải trừ cái salicylate. Về pH nước tiểu thì là nếu mà pH kiềm thì là giúp thải tới 30% liều uống. Thế và nếu mà pH nước tiểu mà nó toan ấy, thì thải rất là thấp, tức là còn lại phần lớn cái salicylate nó qua ống thận sau nó quay trở lại, qua cầu thận nó quay trở lại cơ thể hấp thu trở lại. Đấy, và có hiện tượng nữa là những trường mà nếu dạng bôi thì phải bôi rất là nhiều, đấy, bôi tầm tiêu sừng, bôi để sung huyết, để tăng tuần hoàn vân các thứ. Đấy, thì là nhiều hoặc rộng, hoặc trẻ em, hoặc là qua tổn thương da, hoặc là có cuốn băng kín, ủ lâu thì cũng sẽ có thể nguy cơ bị ngộ độc. Đây là các bạn có thể cái chuyển hóa của salicylate. Về cái liều độc của salicylate là liều độc tối thiểu là từ 150 đều cấp tính ấy, 150 mg kiêm ca đẳng trở lên. Đấy, nó gần gần với liều của paracetamol, chính là liều của paracetamol đấy. Rất là hay, dễ nhớ. Riêng cái chuyện lưu ý là chúng ta có một cái dạng là salicylate tự nhiên từ đặc biệt từ các loại cây cỏ, tinh dầu từ cây cỏ. Thì lưu ý là 1 ml tinh dầu dịch chiết nguyên bản của nó thì nó tương đương tới 1,4 gram aspirin. Tức là cái lượng rất là cao. Nếu uống tinh dầu quay chừng, nhiều khi bây giờ có loại tinh dầu mang về nhà để nếu mà không may mà có chứa salicylate thì là uống phải 1cc thôi, để có thể là bắt đầu tương đương 1,4 rồi, mà đến tính ra chỉ vài cc đã có thể bị 5cc, 4-5cc đã bị ngộ độc rồi. Và đặc biệt cái dạng salicylate methyl thì hấp thu rất là nhanh, chịu nhanh và tử vong rất là sớm. Trái lại thì nhiều khi lại không biết nó là thuốc tân dược, là thuốc giống salicylic dễ bị ngộ độc, cho nên là bà con cứ nghĩ là không sao, nên là lại càng đến muộn thì mà đã nặng mất rồi. Về các cơ chế gây độc đi chính trên cơ thể, về trên chuyển hóa toan kiềm về bản thân salicylic nó là acid, nó là gây toan chất cố định đưa vào. Thứ hai là ngăn cản qua chu trình acid citric
gây sạn giảm giảm tổng ATP, rồi nó ngăn cản cái quá trình phosphine hóa, oxy hóa, làm ngăn cản gây tích lũy aspartic và lactic, và nó không tạo được ra ATP, và trong cái năng lượng nhiệt được sinh ra trong quá trình chu trình đến được bị thoát ra ngoài và không được tích lũy và mất năng lượng. Và ngoài ra tăng chuyển hóa axit béo, tăng thể ceton, giảm tuyến máu thận, gây tích lũy, gây ứ động các sản phẩm chuyển hóa axit. Đặc biệt là trên glucose ra máu, glucose máu đường máu, thì là nó mặc dù có một số cơ chế gây tăng đường máu, tuy nhiên thì người ta thấy có nhiều cơ nhiều hơn là các cơ chế gây hạ đường máu. Nó ức chế alanine, aspartate, aminosalicylate, cung cấp cơ chất là amino acid cho việc tạo glucose, rồi tăng nhu cầu năng lượng, cạn kiệt glucogen, tăng chuyển hóa vân vân. Về thần kinh, đáng chú ý là trong một điểm rất đặc biệt với thần kinh, đó là liên quan đến vấn đề giảm glucose. Người ta thấy là trên chuột, người ta nồng độ glucose ra máu trong dịch não tủy và trong mô của thần kinh bị suy giảm, giảm tới 30% so với những chuột mà không có ngộ độc salicylate. Đấy, mặc dù là glucose máu của những bệnh nhân, của con chuột bị ngộ độc bình thường. Đấy. Và người ta khi người ta truyền glucose cho những con chuột bị ngộ độc salicylate như vậy, người ta thấy triệu chứng ngộ độc salicylate cải thiện. Và đây rõ ràng là một trong những nguyên nhân, một cái rủi ro cho các bệnh nhân nếu bị ngộ độc salicylate mà đường máu vẫn bình thường nhưng vẫn có thể bị tổn thương não, tổn thương thần kinh do hạ glucose máu tại ở mô thần kinh đấy mà chúng ta không được biết. Đấy, vậy chúng ta phải, bác sĩ phải rất cảnh giác. Nếu bệnh nhân có ngộ độc salicylate rõ phải lưu ý glucose ra máu, chủ động truyền đường cho bệnh nhân. Đấy. Ngoài ra có các cái cơ chế, các cái tác động khác trên thần kinh, rồi hô hấp tế bào não, hô hấp của tế bào não bị ức chế, rồi gây cạn kiệt năng lượng, rồi tế bào não cũng bị chết theo chương trình, rồi thì những nhiễm toan nặng, rối loạn, rất nhiều đoạn dẫn tới chức năng rồi chết tế bào não, tổn thương não, phù não, tức là rất nhiều cơ chế gây tổn thương não, đặc biệt là trong với cái ngộ độc salicylate não là vấn đề. Đối tai thì có triệu chứng đặc trưng là ù tai, trong ngộ độc salicylate ù tai là một triệu chứng gọi chúng ta hỏi lại để giúp chẩn đoán rất sớm. Có nhiều yếu tố thì có nhiều cơ chế làm dòng canxi, rồi thì ức chế cốc, rồi thì giảm co mạch, giảm tưới máu tai, thay đổi tính thấm, áp lực trưng nước ở cơ quan gốc ti, là giảm khuếch đại ở tai vân, dẫn tất cả nhiều cơ chế khác nhau làm cho triệu chứng ù tai trong khoảng có thể gặp trong ngộ độc salicylate. Cũng một điểm đáng kể nữa là trong hô hấp thì trong ngộ độc salicylate có hiện tượng tăng thông khí, bệnh nhân thở nhanh và thở sâu. Đấy, bản thân chúng ta thường bác sĩ chúng ta sẽ nghĩ là hồi sơ cứu nghĩ là bệnh nhân do nhiễm toan chuyển hóa. Tuy nhiên đấy là một vấn đề thôi. Ngoài ra thì salicylate nó còn kích thích trực tiếp vào tế bào ở hành tủy, gây tăng thông khí và thở nhanh, thở sâu. Đấy, và ngoài ra có các hiện tượng khác là tăng nhạy cảm ở CO2, pH, rồi tăng kích thích thụ thể hóa học ở động mạch ngoài biên và thể cảnh, rất nhiều cơ chế. Đấy, làm cho bệnh nhân thở nhanh, thở sâu mà không đơn thuần là do nhiễm toan. Ngoài ra có cái ARDS, 7% các bệnh nhân ngộ độc salicylate có ARDS do các tăng tin tấm thành mạch, các cơ chế khác nhau, áp lực động mạch phổi vân vân. Về mặt ngộ độc thì có các cái nguyên nhân ngộ độc cấp tính và ngộ độc mãn tính. Ngộ độc cấp tính phần lớn là do dùng quá liều, tự tử là phổ biến, hoặc là có thể quá liều điều trị lặp lại, lạm dụng, có thể một số ít nhưng chủ yếu là tự tử. Rồi ngộ độc mãn tính là cũng có thể nói là phần lớn do bà con chúng ta lạm dụng và không để ý là những loại những sản phẩm tinh dầu, những loại cây cỏ nó có chứa salicylate, như các bạn thấy có là các loại rượu ngâm sắt, đặc biệt trong hoàn cảnh để chữa giảm đau hoặc hoạt huyết thông kinh mạch vân vân các thứ là chúng ta phải cẩn thận. Đây là cái cơ chế thôi. Về triệu chứng của ngộ độc salicylate, xin lỗi thì em triệu chứng thì đầu tiên các triệu chứng thường sẽ có và kích ứng dạ dày ruột, đau bụng, nôn. Đấy, bệnh nhân có ù tai là triệu chứng rất là đặc trưng trong ngộ độc salicylate. Bệnh nhân có thở nhanh, thở sâu. Đấy, và xét nghiệm thì đấy có nhiễm toan chuyển hóa, pH tăng, CO2 giảm thì phù hợp thì tăng thông khí. Đấy, và có thể có lactate tăng. Đấy, bệnh nhân về thần kinh mà lại có triệu chứng rối loạn ý thức, hôn mê, co giật. Rồi các triệu chứng thân nhiệt. Đấy, các triệu chứng toàn tắc, các triệu chứng đặc biệt trên não thì có ù tai, đau đầu, rối loạn ý thức, co giật, hôn mê, tổn thương não. Trên chuyển hóa thì có toan chuyển hóa, tăng thông khí và lắc tác có thể tăng đường máu. Lưu ý đường máu ở mô thần kinh có thể thấp nhưng mà đường máu máu của bệnh nhân vẫn có thể bình thường. Đấy, lưu ý. Đấy, rồi thì các cái tổn thương khác, các rối loạn khác thì lại khác ít gặp hơn. Trong các xét nghiệm, các cái kiểm tra các triệu chứng cơ bản các bạn làm trong đó khi máu vân rồi thì có cái triệu chứng, các cái xét nghiệm nồng độ salicylate hiện nay Việt Nam chúng ta mới ở giai đoạn mới bắt đầu triển khai. Ngay ở ngoài này thì chúng ta gửi viện ở viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia thì họ phải
chỗ xét nghiệm rất mạnh về các cái chất tự nhiên thì họ mới xét nghiệm được định tính, thì còn họ định lượng cho cái mình, nhưng mà tuy nhiên thì là chúng ta đang phải chuẩn hóa cái nồng độ này. Về nồng độ điều trị của salicylate khi mà giảm hạ sốt giảm đau ấy thì nó khoảng dưới 30 mg/dL, còn nồng độ ngộ độc ở trên 30 mg/dL, chúng ta sẽ dần dần có cái này. Về triệu chứng thì chúng ta thấy là bệnh nhân dùng các thuốc giảm đau hạ sốt, các thông kinh mạch, rồi thì hoạt huyết, rồi thì bôi đắp các thuốc giảm đau trên người, tiêu sừng thông hoạ, tăng tuần hoàn tại chỗ nếu diện rộng, các triệu chứng ù tai, các triệu chứng thần kinh khác, các triệu chứng tăng thông khí, thở nhanh, giống như một cái triệu chứng rối loạn phân ly, rối loạn phân ly. Nhưng tuy nhiên là cái loạn phân ly nó sẽ tồn tại dai dẳng chứ không là một vài tiếng mà bệnh nhân hết ngay, và là không thấy các nguyên nhân về, có thấy các nguyên nhân về hoàn cảnh nghi ngờ. Rồi khí máu thì chúng ta thấy rõ ràng có thay đổi để kiểm chuyển hóa toàn cực, kiểm hô hấp toàn chuyển hóa. Ngoài ra chúng ta có các, chúng ta phải làm các xét nghiệm khi chưa có nồng độ salicylate thì chúng ta phải chú ý loại trừ nguyên nhân khác. Về điều trị thì ngộ độc salicylate hầu hết các trường hợp là qua đường uống, thì là bệnh nhân đến viện sớm trong vòng 6 tiếng thì gọi nên rửa dạ dày theo nguyên tắc chung. Để có lưu ý vấn đề than hoạt là bởi vì trong ngộ độc salicylate có cái hiện tượng các cái thuốc sau khi đã hòa tan rồi sau đó đóng vón, đóng mảng lại thành nó luẩn quẩn ở trong dạ dày, rồi có hiện tượng co thắt ở bôn vị nữa, cho nên chúng ta thường là chúng ta sẽ phải cho liều nhắc lại than hoạt, một liều là 1 gram/kg, sau đó rồi 3-4 tiếng sau chúng ta cho nhắc lại nữa và cho theo sumeton, thường nhắc lại nên khoảng 3 liều. Và kiểm soát dịch thì chúng ta cho đủ dịch để bệnh nhân tuần hoàn nó tưới máu tốt, rồi lưu lượng thể tích nước tiểu tốt, và để cho mới thải trừ được cái acid. Và vấn đề nữa trong đáng chú ý là trong về chúng ta dùng kiềm hóa máu và kiềm hóa nước tiểu. Đấy. Và cái chúng ta nhớ là cái acid salicylate nó là acid. Ý là ở chúng ta chúng có cái vị trí quan trọng trong cơ thể, chúng ta lưu ý một là chúng ta có máu, chúng ta có tổ chức, chúng ta có nước tiểu. Thì ở những cái vị trí đấy thì với pH khác nhau thì salicylate nó sẽ phân ly và dịch chuyển theo hướng khác nhau ở trong cơ thể. Đấy. Và nếu ở trong máu thì salicylate nếu mà pH nó là chúng ta cho kiềm vào thì nó sẽ tăng từ chuyển từ dạng không ion sang dạng ion, và các bạn biết là ion thì nó sẽ ở lại trong lòng mạch mà nó có khả năng qua được màng các màng. Đấy, vậy chúng ta cho kiềm vào nâng pH lên thì cái salicylate nó sẽ ở lại trong lòng mạch, và thậm chí chúng ta kéo được cái lượng salicylate nhất định từ trong tổ chức, từ mô, từ não ra vào máu. Đấy, đấy là nguyên lý bẫy ion ở trong lòng mạch. Đấy, rất quan trọng để giúp cho giảm độc tính cho đối trên bệnh nhân. Lưu ý truyền kiềm nâng pH sẽ kéo giữ lại salicylate trong lòng mạch và kéo, thậm chí kéo từ tổ chức ra. Đấy là trong với trong máu. Còn đối với nước tiểu, chúng ta truyền kiềm vào thì nâng pH nước tiểu lên thì sẽ nó từ cầu thận nó ra, và nó sẽ kết hợp với kiềm được giữ lại trong lòng ống thận, được thải ra ngoài, sẽ không tái hấp thu lại vào trong ống thận ống lượng gần nữa. Và đây cũng là nguyên lý bẫy ion ở trong lòng ống thận. Hãy lưu ý chúng ta truyền kiềm là ý nghĩa như thế để giảm độc tính, dịch chuyển theo hướng thuận lợi cho bệnh nhân, an toàn cho bệnh nhân, giảm độc cho bệnh nhân và có thể tăng thải trừ. Vấn đề truyền gluco. Truyền gluco thì là, xin lỗi em nói thêm một chút về cái truyền kiềm. Cái đối với pH nước tiểu chúng ta phải chỉ pH chúng ta phải trên 7, mà tốt nhất trên 7.5, 7.5-8. Lý chúng ta là cái sông tiểu và chúng ta lấy nước tiểu giữa dòng ấy, là nước tiểu thời gian thực. Và làm test nước tiểu nó đơn giản, biết rồi. Với pH máu thì chúng ta duy trì pH máu 7.45-7.55, có tài liệu đến 7.6. Đấy, đây là cái phạm vi chúng ta có thể giữ được. Và chúng ta lưu ý là đảm bảo duy trì kali nó bình thường thì mới có thể là đảm bảo thải trừ H+, thải trừ salicylate hiệu quả và an toàn cho bệnh nhân. Truyền gluco trong ngộ độc salicylate có hiện tượng giảm gluco ở mô thần kinh, mặc dù đường máu bình thường, gluco máu bình thường, nên là có thể bị tổn thương não do nhiều một trong các cái chế đó là do gluco. Vậy thì chúng ta cần phải truyền gluco, chủ động truyền duy trì gluco máu cho bệnh nhân, hoặc cho bệnh nhân và đồng thời cho bệnh nhân ăn đầy đủ, và nếu không phải, luôn phải cho truyền gluco theo dõi sát gluco. Có những cái truyền cho nâng lên một lúc so với bệnh nhân lúc vào, gluco lúc vào. Còn giữ mức độ đường máu bao nhiêu thì cho chúng ta này chưa có nghiên cứu nào cho đấy là nên duy trì được đường máu mức độ bao nhiêu. Chúng ta phải truyền đều đặn cho bệnh nhân một khi còn triệu chứng ngộ độc. Về ngộ độc, về lọc máu là một trong những biện pháp là quan trọng để thải trừ salicylate. Phân tử lượng rất là nhỏ, có hơn 100 Dalton thôi. Gắn protein là tuy nhiên gắn protein tới 70-90%, và cái VD thì dưới 1. Thì trong những thông số như thế thì chúng ta có thể pách cũng được, nhưng pách thì khá tốn kém. Đấy. Nhưng mà tuy nhiên thì ta có thể HD thì nước ngoài người ta test HD rất nhiều, thì người ta thấy rất hiệu quả trong ngộ độc salicylate. Thì vậy chúng ta có thể
HD, tức là lọc máu tổng tách, lọc máu cấp cứu, trần nhân tạo cấp cứu ấy, và là làm nhắc lại. Nếu một cuộc không được, không nó toàn trở lại, bệnh nhân có triệu chứng nó tái xuất hiện trở lại, chúng ta sẽ cho nhắc lại cái HD. Đây là các chỉ định của cái lọc máu cho bệnh nhân. Nói chung là hiện nay chúng ta không có nồng độ, thì chúng ta sẽ căn cứ mấy cái triệu chứng quan trọng. Ví dụ bệnh nhân có toàn nặng là chúng ta lọc, toàn rõ là chúng ta có thể lọc. Hai, bệnh nhân có các triệu chứng về thần kinh, đặc biệt ví dụ rối loạn ý thức, đau đầu nhiều, là những người mà có triệu chứng về rối loạn khí máu rồi, toàn chuyển hóa rồi, chúng ta cũng nên lọc. Là chúng ta không đợi được bệnh nhân hôn mê hoặc không đợi đến bệnh nhân các triệu chứng tụt huyết áp. Đấy, toàn rõ rồi, chẩn đoán rồi chúng ta phải lọc. Cái triệu chứng thật đặc biệt có triệu chứng thần kinh, nhưng mà kể cả toàn nó nhẹ nhưng triệu chứng thần kinh có thì cũng nên lọc. Trong trường huyết áp tụt quá thì ta có thể lọc CVD thôi vậy. Và nếu không thì bạn CVD là HD sẽ tốt hơn. Cô vấn đề nữa là vấn đề thông khí cho những bệnh nhân đảm bảo thông khí cho bệnh nhân ngộ độc salicylate. Bởi vì trong cái salicylate nó có hiện tượng là thông khí, tăng thông khí là do kích thích và hành tủy là một phần quan trọng. Thế và cái đấy bản thân nó cũng một phần có tác dụng bảo vệ cái bệnh nhân, để giúp cho pH bệnh máu bệnh nhân nó giữ mức độ nhất định, để giữ được cái salicylate nó ở lại trong lòng mạch hơn. Thế nên nếu mà bệnh nhân đến viện các bác sĩ cứ chẩn đoán là rối loạn phân ly mà không nghĩ tới ngộ độc salicylate, mà chúng ta cứ bịt mũi bệnh nhân bằng cách dùng thở mát đơn giản, thậm chí nhiều khi cho morphine hoặc như do thì những cái rất là nguy hiểm, bệnh nhân có thể nhanh chóng suy sụp. Những trường hợp này các bạn phải lưu ý, nếu trường hợp ngộ độc salicylate thì chúng ta nên không nên làm như thế, và chúng ta nếu cần thì có, nếu có đặt ống thì chúng ta lưu ý là vẫn phải kiểm soát và cho thông khí, tăng thông khí hơn một chút so với những thông khí thông thường. Và những trường hợp nếu đã phải đặt ống nặng là thường sẽ cho lọc máu luôn, cho truyền kiềm tích cực và cho lọc máu luôn cho giải quyết nhanh. Và xin cảm ơn các thầy và các quý thầy cô và các bạn đồng nghiệp.